Thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội đã từng yêu cầu các trường học có thư viện đạt chuẩn cho học sinh. Còn theo thông tư 13 năm 2020 có hiệu lực từ ngày 11 tháng 7 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, thì quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông, quy định rõ diện tích thư viện được tính là 0,6m² một học sinh và quy mô được tính từ 30% đến 50% tổng số học sinh toàn trường. Những quy định đó thực sự vẫn chưa thể đi vào thực tế do điều kiện về diện tích và mức đầu tư còn nhiều hạn chế. Dự kiến trong năm 2022, một thư viện trường học với tiêu chuẩn quốc tế sẽ đi vào hoạt động tại khu đô thị Sipucha, quận Tây Hồ, Hà Nội, cam kết hoạt động tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày Chủ nhật, với mục tiêu nâng cao văn hóa đọc của học sinh và cộng đồng. Thư viện trường học với diện tích là 1.500m², 150.000 đầu sách, 50.000 đầu báo và tạp chí, với hơn 50 triệu trang dữ liệu, cùng hệ thống sách điện tử bản quyền nằm trong dự án Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tây Hồ. Với diện tích 1,4 ha, vốn đầu tư hơn 800 tỷ đồng, trường Nguyễn Bỉnh Khiêm Tây Hồ sẽ hoàn thành trong năm 2021, đi vào hoạt động từ năm 2022 với tiêu chí xây dựng trường học Việt Nam đạt đẳng cấp và tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng được nhu cầu của người dân Hà Nội cũng như kỳ vọng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, như phát biểu của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ trong lễ ra mắt dự án.